Chào, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình Tay Life. Hôm nay mình sẽ làm một video về cách làm một cơm tiệm nha, bằng máy, xem nó nhanh như thế nào nhé. Thì bây giờ mình sẽ bắt một con gà, là con này là khoảng 2 kg 2. Thì mình sẽ làm thử bằng máy cho các bạn xem nhé. Còn phía bên này là cái phía cái khu vực cái chuồng gà. Gà ở đây thì toàn là gà vườn thôi nhé. Thì ở đây mình mua và mình sẽ nhốt vào trong này. Khi nào có người mua nữa thì mình sẽ lấy ra bán cho họ. Còn ở khu vực phía bên này, các bạn thấy có cái cây ngang như thế này không? Thì cái chỗ này là để chúng ta treo gà lên và chúng ta cắt tiết nó. Thì cái cảnh đó nó ghê quá thì mình sẽ không quay lại cho các bạn xem đâu. Mình chỉ giới thiệu cho bạn là cái chỗ đó đây, cái chỗ để chúng ta cắt tiết gà thôi. Ở đó các bạn thấy không? Rất là ghê. Và ở phía sau này thì chúng ta sẽ có một cái nơi để chúng ta đổ lông. Thì ở dưới quê thì đổ như thế thôi. Thì đất nó rộng mà, cứ đổ tùy thích thôi. Đây, đổ ở đây. Lúc trước thì những cái lông gà này mình có thể bán được. Lúc nhỏ mình nghĩ, lúc nhỏ thì mình có bán cái loại này rồi. Bán cũng được mấy ngàn ở đây, tiền ăn quà vặt cũng hay. Hình như 2.000 một con, mình bán được bộ lông một con gà mình bán được 2.000 lúc trước nha. Còn bây giờ mình không biết là họ có mua hay không nữa. Thì ở đây họ đổ rất là nhiều ngoài đây. Đổ mình mua lắp đìa luôn hay gì á. Tiền ở dưới quê là làm có cho những cái chỗ đổ này, chứ các bạn làm trên phố hay trên đâu thì tiền đổ rác này cũng rất là bộ, mà chưa tính cái vụ mà ô nhiễm môi trường nữa. Và phía bên này á là cái chiếc máy mần gà mà mình sẽ giới thiệu các bạn. Thì cái máy này làm rất là lẹ luôn á. Thì thiết kế của nó thì cũng khá là đơn giản thôi, không có gì gọi là phức tạp cả. Thì nó chỉ có một cái phần để chúng ta bỏ gà vào. Thì ở đây nó có những cái cao su mềm nhé. Thì nó bao ở dưới và cái phần khung ở phía bên này. Thì những cái loại máy này nó bán khoảng là 20 triệu một cái máy như thế này. Ở dưới thì có motor nó xoay. Nó xoay, con gà sẽ bỏ ở đây và những cái lông nó sẽ dướng vào những cái con cao su này và nó sẽ tuột ra, làm rất là nhanh. Còn bên này là cái phần mà để nước nó chảy vào. Nước này có một cái nước này lý do là phải có nước là bởi vì nó sẽ làm trôi những cái lông này, nó sẽ trôi vào, nó sẽ rớt xuống đây. Và nếu nó không có nước thì nó sẽ dướng lại. Mà thường thì nước này là nó ít rồi. Lát nữa chúng ta làm, chúng ta phải đổ thêm vài ca vào ở trong đây thì nó mới đủ nước, nó tuột lông xuống đây nó mới lẹ. Cá chiến 10 kg. Bên An Giang hả? Bên An Giang qua. An Giang qua tới không? Tới, tốn tiền gửi 6 mấy ngàn hay gì, 6 mấy 70 gì. Gửi bưu điện nữa hả? Không biết nó gửi kiểu gì nữa. Chắc gửi bưu điện quá. Hay chắc bưu điện chứ sao, cái này chắc đâu gửi xe được. Gửi bưu điện. Đem tới nhà chứ gửi xe đâu, tới nhà đâu. Rồi ai thanh toán tiền cho nó? Mình tới đây mình trả. Biết rồi mà, gửi bưu điện mình trả, mang đi cho điện, gửi tiền bưu điện của ảnh hả? Bưu điện nó gửi cho nó lại. Chúng ta sẽ chờ một lát nữa để cho nước nó sôi lại vậy rồi sẽ trụng con gà. Mình quên, thì cái này nước không cần quá sôi nha các bạn. Hơi nóng nóng một tí là chúng ta có thể trụng con gà rồi. Tại là bằng máy, nếu mà chúng ta để sôi quá thì làm sẽ rất là khó. Nước chưa nóng thì nhúng tay vô được. Nước chưa nóng rồi. Thì chưa luôn. Chưa nóng sao bỏ gà vô rồi? Mần mới được chứ, nước kia mần đâu có được. Mần máy nước kia đâu có được. Bằng máy nước phải ấm ấm mà. Phải mần nước đi á. Nước giò không chóc thì bỏ vô máy. Bật nước lên. Bật chứ sao bật. Rồi đổ ga được rồi. Phải đổ cái gì kinh nghiệm gì. Đổ cái nước nữa.
xác 10 giây, 10 giây hoặc 10 giây hơn một tí là chúng ta đã làm xong một con gà như thế này, rất là sạch. Vậy được rồi. Thì nó còn những quả màu lông, nhỏ như thế này thì ra ngoài mình bứt ra luôn cũng được, không cần máy làm. Còn bằng tay chút đỉnh thấy không? Cái con bữa trước rồi để vô là bằng xịt thon luôn. Nó định kẹt giò, giò nó dài quá. Giò. Giò quá dài. Mần này cũng đỡ tốn tiền nước nữa. Thôi ấm ấm là lựa xong mẹ. Nước này rửa tay được biết không? Nước này rửa tay được mà mần gà được. Thay thì nước nãy mình bằng tay ra không ta? Không ra hả? Bằng máy mới ra. Nó dễ nhẹo rồi. Ngộ ha. Này không nói chỉ mình hay tự biết. Chỉ. Hàng chi. Chứ này ai biết, tưởng gì nước sôi bỏ vô. Cũng nghiên cứu dữ ha. Nhúng cái đầu sao. Nó mới bóng cái đầu mà nhúng đầu trước là đen thui. Mình kia chỉ gần mấy trăm ngàn. Cái gì? Chỉ mấy trăm. Chỉ đó không mà mấy trăm à. Đòi mấy trăm mà tao không có học, chỉ thôi. Cái gì chỉ nhiêu đó mấy trăm ngàn. Tào lao của cái máy mà chị mấy trăm ngàn. Nó học chịu à. Trời ơi. Mới có. Nghĩ sao làm gà đơn giản mà không chịu bạc. Nó xạo. Nó học người ta chỉ cái cách mà á. Trời ơi. Thường là mấy này tao bán máy là nó chỉ cho hà, nó chỉ cho mình mần chứ mình không được mình vô mắn vốn là sao. Giờ mua máy mà không được mà bán vốn nó thì nó sao nó chịu, bây giờ nó bảo chỉ mình thôi. Mà nó không chỉ, nó chỉ phải 100-200 ngàn đó, cái gì đó. Gạt tao về nhưng mà giục máy đó, tao đi, tao biết rồi. Tao biết rồi, tao biết rồi. Quỷ này. Vậy có ở đâu chỉ, trời ơi, mấy trăm ngàn. Mấy bữa mấy con nước nóng từ mấy con bé. Mà người đó nó nói lý do là sao vậy vậy đó. Lý do bị tét. Trời ơi khó dùng chỉ con cái một thì thằng như vậy á, đó rồi như vậy nó cũng mần gà mối như vậy. Nó đâu có máy sao nó biết có gì nó nhóc có hả. Mà cách thức sao sao không chỉ cũng tốt quá. Ông mày này cũng dễ mày. Dễ. Đâu có gì bí gọi là bí quyết đâu. Với nước nó sôi ấy thôi. Có nước thôi. Mộng cái lỗ quét rồi, còn cái kia, cái loại kia mận. Đang khui à. Đợi nhúng lâu quá. Đấy, mình nhúng cái đầu trước đang khui à. Đấy, thấy như thế, nhúng đặt cầm cái đầu lên. À, cầm cái đầu lên. Vậy là gần xong rồi mới sọc cái đầu chú. Dạng dạng có đen, không có đen có mồng, dạng khè, ngon lắm, đẹp. Mà có cái nhúng không, mà nhúng cũng ý quyết thôi, chứ liền nó ở đơn giản đó. Nhúng cũng ý quyết nè. Nhúng gà cũng ý quyết. Rồi đấy, cái đầu à, y gà chỏ, nó quét luôn. Y như con gà mới. Còn nhiều là nó đang khui vậy, y gà chết đi. Cái đầu vẫn nhúng phải không, nhưng mà nhúng ít hả? Nhúng sau cùng. Nhúng sau cùng nắm về là nha. Nhúng hết trong cái ruột rồi gệt lên bật nó xuống liền. Lấy ra liền. Không có, trời mẹ ngâm cũng được nữa. Dạ yeah. Là cái độ chừng máu của nó xuống ngay hết rồi, nó không còn lên cái đầu nữa. À tại máu, nhiều khi máu lên đầu rồi cái mình nhúng cái nó bị đen. Đúng rồi. Đừng nhúng gì hết, trời mẹ đi ngâm nó nhiêu ngâm. Rồi bật xuống nhúng đầu chứ không nhúng đầu theo ra. Giờ nhúng lại cái nữa hả? Nhúng cho xăng. Trời ơi xăng nữa. Xăng cho ngon đó. Kỹ thuật dữ. Xăng mà cái đầu thì nhúng đen. Vậy được rồi, vậy cũng đẹp lắm rồi, ra gà đẹp nè. Nãy gà đỏ giờ hết đỏ. Rồi mổ được rồi, sạch lông rồi.
Gà này gà gì mà chân quá trời dài, cái chân không thấy cái chân không trời. Nguyên gà thấy cái chân nữa không à. Sừng chết thuốc á, chết thuốc lừa biết không, chết thuốc lại bị gì hả? Bị bị cái thuốc nó tan á, nhìn ghê quá. Thuốc lừa chứ không có gì. Ờ đúng rồi. Họ cái dao đâm sọt 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 lâu lắm. Cắt cái bụp rồi xong. Con này họ không có ngon mà con đợt trước quay, con đợt trước quay quá trời đẹp. Trời cắt chưa đứt. Đâu chứ, dễ gì đứt. Có cái máy này ngủ giấc cũng yên. Đầu tư nó vậy chứ mà nó khỏe. Ừ, kia mần mệt quá. Mần chục con quăng luôn phát một độ. Máy là mần chục con cũng được. Nhiều quá sao nấy. Có nặng máy. Nặng máy thôi. Mà người tự cũng được này quá trời lẹ. Mà dừng 2 con, 3 con, 4 con gì dục vô được rồi. Hết dục tiếp. Nội cái nội này lần 2 con thôi dục ra mần tay cũng không kịp. Nhưng mà cổ bụng này có kịp chứ sợ. Okay. Ừ, nó dục ra 2 con không, không kịp luôn. Và video về làm gà bằng máy này đến đây là kết thúc nha. Nếu các bạn nào có muốn mua những cái loại gà vườn sạch như thế này, các bạn có thể để comment bên dưới thì mình có thể cung cấp cho các bạn. Thì khu vực của mình là khu vực cái bè Tiền Giang nha. Nếu các bạn khu vực khác thì cũng có thể liên hệ, nhưng xa quá thì mình nghĩ không giao được đâu. Lông con nhiều lắm. Lông đen, lông đỏ rồi đó. Mần tay là lông con phải mần lại rất là nhiều. Cái video đợt trước á, mình làm con gà 2 con, gà nó vàng, da nhìn rất là đẹp. Con kia nhìn cũng đẹp, nó trắng nhưng mà cũng đẹp hơn con này. Con này nhìn nó hơi xấu xấu. Cái video trước mình đã lỡ mình xóa rồi. Rồi giờ quay lại cái này, nó không đẹp lắm. Này mần hết luôn, mần máy là 15 phút, xong nguyên con gà luôn. Làm lẹ là 10 phút. Chậm chậm là 15 phút. Mổ luôn, tính mổ luôn mà. Chết lâu mẹ. Gà nó chết lâu. Nó không chết. Cắt cổ vậy mà còn có 5 phút mới chết. Xong. Đó cho cá ăn. Dư đó là cho cá đìa ăn. Thúi hả? Đầu thúi nó ăn hết trơn, thúi thiết. Cá nó ăn. Biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.